Như anh Tùng cũng đã nói thì con Silas cũng có thể sẽ là khá là hợp lý cho biến của Gen Z. Nhìn qua đội hình của bên phía KT thì cả năm chiêu cuối đều khá là xịn nhá. Cái ngậm nuốt của Lai nếu mà Silas cầm cũng có thể khiến cho Chovy thêm cái khả năng bảo kê. Nhìn chung Silas cũng không phải là sự lựa chọn quá là tệ. Và đây sẽ là một con tướng mà Chovy cũng đánh chắc tay không kém. Đó chính là Corki ở khu vực giữa đối với cả Lissandra bên phía bên kia. Nhìn chung thì cả Gen Z và KT cũng thật sự là họ đã xác định cái lối chơi trong cái cặp BO3 này là họ sẽ đánh đến giai đoạn giữa của ván đấu và để chờ khai thác được sai lầm của đối phương mà thôi. Vâng, và chào mừng các bác khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai cuối đầu giữa KT Roster và Gen Z Esports. KT bên phía đội xanh, Gen Z bên phía đội đỏ. LCK tiếng Việt, LCK đang được phát sóng trên LCK tiếng Việt bản quyền về Boxsport. Các bạn đừng quên để lại chúng tôi những sự ủng hộ bằng những cái like, những cái subscribe. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong ván thi đấu thứ hai này và để xem kèo kéo lết trong ván thi đấu thứ hai KT hay Gen Z sẽ lên tiếng. Việc mà Chovy đánh chủ động ở khu đường giữa thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn hiểu được mà thôi, khi mà anh ta đang cầm cho mình cái bảng ngọc tái tổ hợp, đó chính là cái đòn phủ đầu. Còn bây giờ Peanut chắc chắn rằng là Rascal phải biết đúng không? Rascal biết được rằng là Curse đang ở nửa dưới bản đồ thì Peanut cũng có thể xuất hiện ở khu vực ở trên. Và Rascal đang bị tấn công, Rascal không có tập quyền, một cú hút đã bị outplay bởi Peanut. Doran đang muốn tiếp cận, những đòn đánh đang găm vào khá đau, đang có bùa đỏ từ Peanut. Tốc biến lên từ Doran, Doran đang tăng trụ, Doran nằm xuống. Trời ơi, một tình huống căn sát thương không tốt và thay phiên nhau tăng trụ không tốt đến từ Peanut và Doran. Gen Z phải trả giá ở khu vực ở trên của bản đồ. Rascal có chiến công đầu. Với cái giày khai sáng Union, tốc độ di chuyển của anh ta sẽ tốt hơn, cái khả năng hồi chiêu sẽ nhỉnh hơn và cái việc anh ta rút về cũng sẽ dễ dàng hơn. Và Doran cũng sẽ rất là khó để có thể lao lên những tình huống solo kill. Thực ra ban đầu thì với cả Peanut xuất hiện thì cũng đã chưa có điểm hạ gục rồi, nhưng bây giờ thì Peanut có thể gặp nguy hiểm. Dù ngoạn thủy vực, Peanut bị dính kiệt sức, Curse lao tới làm choáng thành công. Tất cả mọi thứ đang dồn vào Peanut, không có tốc biến bị làm choáng. Tất cả mọi thứ nhồi vào đầu và Curse có điểm hạ gục thứ hai để cho KT. Một tình huống cắm mắt rất thông minh đến từ phía KT Roster để đoán biết vòng dừng thứ hai của Peanut với tốc độ như thế nào, và thậm chí là họ biết rằng Peanut không còn tốc biến, không còn cái phân thân nữa, và họ đã thực hiện một pha tấn công vào thẳng khu vực rừng của Gen Z. Tín hiệu ra đối phương là quá trễ để Peanut có thể rút lui và đồng đội của anh ta cũng không vào kịp để hỗ trợ trong tình huống rút lui của Peanut. Anh ta nằm xuống, mất thêm cả con cóc, mất thêm cả con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này, và mọi thứ lại đổ dồn về Chovy. Vẫn luôn là như vậy, anh ta vẫn luôn là một cứu cánh, anh ta vẫn luôn là một niềm hy vọng trong mọi ván đấu của Gen Z. Và ván thi đấu này thì không Chovy thì ai nữa đây? Nó đều là những cái linh hồn rồng mà bên phía KT Roster có thể hướng tới trong ván thi đấu này nhờ áp lực đầu trận tốt hơn của họ. Nhưng đừng để kịch bản diễn ra giống như ván thi đấu trước là được. Họ có thể ăn được 3 rồng nhưng rồng 4 thì không ăn được, đứng trên solo 1v1, tốc biến không có nên Doran na tí nị. Bô la băng còn nhưng Rascal đang phải 1v2. Anh ta tung chiêu cuối của mình, sau đó cố gắng rút lui nhưng không được. Đó là mạng dành cho Peanut lần này, thì anh ta thành công trong việc tấn công được trên đối phương. Gỡ gạc tốt đến từ bên phía của Gen Z. Và khi mà Peanut anh ta đang bị thua thiệt tài nguyên so với cả Curse thì ngay lập tức là một tình huống setup tốt tới từ Doran ở khu vực nửa trên của bản đồ. Tôi đang định nói về cái vấn đề rằng là Doran đẩy Rascal không vào tường, nhưng đó là bài mà thôi. Nhưng bây giờ ở đường dưới có giao tranh với nhau, đó là một tình huống đánh hạt thông nổ vô cùng tuyệt vời tới từ Lê Hèn, nhưng Lai vẫn không đủ sát thương biến để mình tung ra cung ánh sáng để khép góc. Sát thương không đủ tới từ Ruler và Lê Hèn rất là tín. Ngày hôm nay thì là Chovy, những cái chiêu R của Chovy sẽ cần phải găm đúng vào người của Eminh, đúng vào người của Aria nha, nếu không thì cũng sẽ hơi khó một chút cho Gen Z trước mỗi cái thềm giao tranh. Thế còn Corki thì nguồn sát thương theo thời gian của nó cũng khá là tốt, tuy nhiên làm mềm đối phương vẫn có thể sẽ là cái nhiệm vụ trọng yếu mà Chovy sẽ mang trong cái ván đấu này. Và 40 giây nữa rồng sẽ ra, Lê Hèn đơn giản là rút về được. Cái lượng tầm nhìn đang được bên phía KT kiểm soát, có mắt tím sẽ bị phá đi, nhưng tuy nhiên vẫn còn tầm nhìn bên phía Gen Z nha. Bây giờ Eminh rất khẩn trương lấy về cho mình cái trụ đầu tiên trên toàn bản đồ dành cho KT, để cố gắng kéo giãn lượng tiền chênh lệch ra là cỡ khoảng tầm 800 vàng dành cho KT. Nhưng Eminh chưa về nhà mua đồ nha. Đừng quên là Chovy đang cầm một cái gói hàng, và Eminh nếu như ra không kịp sẽ mất rồng. Anh ta không còn năng lượng nữa, và bây giờ thì con rồng nguyên tố thứ 3 chuẩn bị xuất hiện sau khoảng chừng 10 giây. Và chẳng nhẽ KT bỏ à? Nếu như KT bỏ con rồng thì họ sẽ không có đủ áp lực, không về được. À, anh ta có dịch chuyển, anh ta sẽ phải dịch chuyển trở lại rất nhanh. Vừa rồi là một tình huống bấm B về bị ngắt nha. Anh ta vừa bị ngắt cú bấm B về và Gen Z đang rất rồng. Eminh cần phải dịch chuyển trở lại thật nhanh, nhưng có kịp hay không đây? Chovy đang đứng khép góc bên phía bên này, một tình huống nộ làm choáng từ Curse, không làm choáng chính xác. Rồng xong rồi. Trời ơi, dịch chuyển đến từ Rascal. Eminh thì dịch chuyển ra có cái con mắt ở cái bãi chim. Vậy là KT họ quyết định là sẽ nhả rồng để cố gắng lấy trụ một đường giữa à? Không có lính thì hơi khó nha, nửa máu trụ một đường giữa thì là ok. Gói hàng được Chovy sử dụng để di chuyển về, Doran cũng sẽ nhảy về được thôi. Và con sứ giả này sẽ bola băng hàn tung ra. Doran lách nhẹ một cái sidestep đơn giản,
không gặp nguy hiểm gì cả. Bây giờ Gen Z sẽ cần phải phòng ngự cái trụ này và tôi nghĩ rằng họ sẽ phòng ngự được. Nolan đang khiến cho Rascal rất khó chịu nha, mất hơi nhiều máu, Rascal sẽ phải biến về có dịch chuyển trên người. Các thành viên của KT đang tập trung lại ở khu vực hàng rồng lên tình huống Peanut là và có lốc xoáy, nạn nhân đang là Live. Live biết tung lần hai, có đồng hồ để câu giờ. Live đang gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng bây giờ Aria vòng tới phía sau. Aria tung ra một cú E lao tới và Peanut đang là nạn nhân. Peanut dính rất nhiều hiệu khống chế, đang phải bỏ chạy. Peanut nằm mất rồi. Và đó là sát thương tới từ em mình. Người chơi đi rừng của Gen Z đã nằm xuống, con rồng này nhiều khả năng là hơi khó tranh chấp. Vẫn còn Chovy ở đây, vẫn còn Ruler và người đang vòng ra phía sau là Doran, nhưng bây giờ thì có vẻ như là một tình huống cứng biến về rất là sơ hở tới từ Gen Z. Chovy bị kiệt sức, Lehen tạm thời là lui về được, cuối sáng tung ra Chovy tốc biến bỏ chạy, tạm thời là né được, cứ tốc biến sang tìm thấy Lehen, Lehen cũng tốc biến luôn, rất nhiều tốc biến được trả ra và chưa có ai nằm xuống cả. Tuy nhiên rằng Gen Z buộc sẽ phải nhả con rồng lại dành cho bên phía OKT. Vẫn còn Doran ở đây, Doran định làm gì đây? Ruler muốn tiến ra che chắn rất tốt, rồng nhìn cho bên phía OKT, Ruler tìm góc để vào và bây giờ Doran đang bị tấn công, Doran đang bị Aiming bắn rất đau và Doran sẽ nằm xuống. Anh ta một đổi một à, đó là một tình huống mà Aria nằm xuống bởi sát thương cuối cùng từ Doran. Sau đó là Doran nằm và sẽ không còn giao tranh nổ ra nữa, rồng dành cho KT. Chắc chắn bây giờ KT sẽ chiếm được thế thượng phong, họ có thể di chuyển ra bất cứ mục tiêu nào họ muốn. Họ hoàn toàn có thể bỏ con rồng này, những gì mà anh Phan Tùng vừa mới chia sẻ, những cú R, ui cú R đó chất lượng nha, nhưng mà thật đáng tiếc là không chính xác. Và bây giờ bắt đầu là màn trao đổi chiêu thức giữa Chovy và Aiming. Tức là cái tầm hoạt động của Aiming thì có thể sẽ hơi ngắn hơn một xíu so với những gì Chovy có thể làm được. Nhưng mà 10 giây nữa rồng ra rồi, dù gì thì gì cũng sẽ rất cần những pha đó chính xác. Chovy găm được một viên đạn vào người của Aiming, thêm đó nữa là một viên đạn chính xác. Chovy vẫn đang làm khá tốt, năng lượng anh ta vẫn còn khá đầy. Doran anh ta sắp có cho mình nạc khổ rồi. Lehen đang vòng ra phía sau, bị bắt lại. Gus không bị tung lên, nhưng vẫn giật bị đánh. Doran mất nhiều máu quá, Doran nằm xuống, chưa có nạc khổng lồ, vẫn còn tốc biến. Và mất người đến từ Gen Z rồi, mất đi công cụ để có thể mở giao tranh. Và công việc lại được đè nặng lên đôi vai của Chovy. Không còn người mở giao tranh thì phải cấu máu thôi chứ còn sao nữa. Con rồng đang thuộc cái thế 50-50. Có người vừa biến về được chứ Rascal, anh ta có dịch chuyển, anh ta sẽ trở lại được. Và anh ta sẽ trở lại ngay lập tức mà thôi. Gen Z họ không có lựa chọn, họ bỏ con rồng này là sẽ rất khó để có thể giao tranh. Rascal chưa hồi chiêu cuối, nhưng hơn 3.000 máu thì bắn cũng sẽ quải hết cả tay mà thôi. Dịch chuyển trở lại đến từ Aria, con rồng đang tạm thời được khởi động. Chovy đang là người đứng đầu, Ruler đang tìm góc để bắn. Con rồng còn 4.000 máu, Peanut có trừng phạt nha, anh ta đang chờ động tình huống la vào. Peanut đã dùng chim mồi rồi, Peanut bị tấn công, dùng lốc xoáy tạm thời lui nhẹ ra. Đối thủ băng thẳng vào từ Ruler, tốc biến bỏ chạy, rồng thì thuộc về KT. Và bây giờ Gen Z có vẻ đang hơi tàn lỗi một xíu. Ruler bị cắt qua một phía bên này, nhưng sát thương Chovy đã bắn nhiều. Aria đang rất đơn độc, được bắn và đó là game của Chovy. Dịch chuyển trở lại bây giờ đến từ Doran. Aria bấm đồng hồ, sau đó anh ta sẽ nằm vào thôi. Anh ta không kiếm được Peanut. Bên phía bên này người đang cố gắng bỏ chạy là Curse, nhưng Ruler đang bắn khá là ra, có rồng thứ tư, nhưng đó là một tình huống quét sạch tới từ Genji. Ôi Rascal, Rascal né được, bộ la băng hàn tung ra chính xác. Lehen chắc chắn sẽ vẫn dí theo rồi. Rascal cố gắng né, né được hết những chiêu thức đến từ bên phía của Genji, nhưng đánh thường 12.000 sát thương né được và quét sạch dành cho Genji. Rocky của Chovy đã gây tới 5.000 sát thương trước thềm giao tranh và đó là pha 4v5 để câu giờ cho Doran xuất hiện. Kể cả là Peanut đã có một tiếng tranh chấp trừng phạt thua khi anh ta vào quá sớm thì vẫn có một giao tranh thắng lợi cho bên phía của Gen Z nhờ con Corki này. Khi có linh hồn rồng công nghệ của một con Ezreal, nó sẽ được nâng cấp lên khá là tốt. Cái quan trọng là Aiming sẽ cần phải có góc để bắn và anh ta cần phải có khoảng trống để chơi game. Chứ nếu như mà trước khi bước vào giao tranh ăn một R của Chovy là cũng quá đủ để anh ta bấm biến về nhà rồi, có dịch chuyển nhưng cũng sẽ tốn thời gian để anh ta có thể tiếp tục tiếp cận những tình huống giao tranh. 1 phút rưỡi nữa thì con rồng ngàn tuổi sẽ có mặt trên bản đồ và đây sẽ là mục tiêu hướng tới của Gen Z, bởi vì bây giờ họ không muốn tham gia vào giao tranh. Họ sẽ dùng thế lính đẩy cao từ các khu vực đường của mình để tiến ra con rồng ngàn tuổi. Và họ sẽ dùng những tình huống di chuyển của KT Roadster để cấu rỉa như thế này đây. Những quả bom nó có thể vu vơ, có quả trúng có quả không. Trúng thì không sao nhưng mà lỡ nó trúng hoặc là trúng big bom thôi là chắc bên phía của KT sẽ gặp vô vàn những khó khăn. Và Aiming bắt đầu nhận ra vấn đề, anh ta bắt đầu lên kháng phép rồi. Nhưng liệu rằng có đủ để chống lại lượng sát thương lớn để tìm Corki 4 đồ của Chovy hay không đây? Anh ta đang bấm B về để có thể lấy nội tại thì phải. Doran vẫn đang củ cưa cùng với Kurt, Kurt tay ngắn không làm được gì một con na ở na tí nị cả. Cùng ánh sáng cấu diệt trượt đến từ Aiming. Cánh giữa đang là một tiếng đẩy đến từ vị trí Peanut cộng với cả Ruler nữa. Và hoàn toàn các lượng tầm nhìn trong khu vực rừng của KT đã bị chiếm đóng bởi Gen Z rồi. Những cú R của Chovy đúng thật là như Tùng có chia sẻ là trông nó vu vơ vậy thôi. Nhưng nếu mà KT chỉ cần bước hụt vào một quả bom đó là câu chuyện nó sẽ thay đổi hoàn toàn luôn. Ở thời điểm hiện tại thì ở khu vực đường dưới đang là cái mục tiêu tấn công từ phía KT. Và đây là một tình huống đi tổng công nghệ ra từ Rascal.
Trời ơi, anh ta đi thẳng vào giữa đội hình của bên phía Gen Z luôn, đẩy hai người vào tướng từ Doran. Và đây là một tình huống lao vào từ cả Ruler lẫn Doran. Sau đó là một Chovy tình huống hủy diệt từ Chovy. Chovy được bắn cực kinh thoải mái bên phía ngoài. Anh ta bắn từng người một. Bên trong kia thì là Ruler. Hai xạ thủ của Gen Z lên tiếng. Và nếu tôi không nhầm thì ván 2 có kết quả rồi. Đó chắc chắn sẽ là ván thắng dành cho bên phía của Gen Z. Tại thời điểm này thì không có bất kỳ thành viên nào của KT trên bản đồ nữa. Sai lầm chí mạng đến từ Rascal. Và qua có thể thấy là anh ta kể cả là chống chịu tuyến trước là một Sejun đi còn nội tại. Nhưng cái pha bốc hơi của Rascal có thể cho thấy lượng sát thương tại thời điểm này của Ruler, tại thời điểm này của Chovy nó là khủng khiếp như thế nào. Và ngay lập tức khi thấy đối phương mất người, Gen Z tràn lên ở na khổng lồ của Doran và hủy diệt toàn bộ đội bên phía KT Roser với lượng sát thương lớn đến từ Ruler cộng với cả Chovy nữa. Một ván thắng có phần tương đối mất thời gian đến từ bên phía của Gen Z.